chairwoman Dan Kieu Gia of the International We Love You Foundation met a Vietnamese marriage migrant woman, Thi Phung, for the first time through Kimchi Making Festival for Multicultural Families. Thi Phung got married to a Korean man and became a mother of two children, but she could not visit her parents' home for a long time because of her financial difficulty. As a result, she was suffering from depression. Having heard of the pitiful situation of Thi Phung, Chairwoman Dan Kieu Gia helped her visit her family in Vietnam through the project to help married migrant women visit their home. The members from the International We Love You Foundation have come to the airport to see Thi Phung off. The chairwoman has given her gifts to give to her parents and nephews as well. Thi Phung is greatly moved by the chairwoman who takes so much care of her. 회장님, 네. 감사해요. 고맙습니다. 네. 회장님께서 이렇게 신경 써서 감사하고요. 수찬이 엄마, 고맙습니다. visiting her family with her two children in 6 years after marriage. She has always wished to meet her family. And that dream is being achieved in the end. Em cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc là gặp anh em trong gia đình, tất cả mọi người. Em thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người trong quỹ và chủ tịch của quỹ. Phấn khởi, bao nhiêu lần. Dạ, tạ cảm ơn. Thấy ao ước, giờ đã có các anh các chị ở bên đấy đỡ cháu. Thầy ơi, lên đây. Cảm ơn và không bao giờ hết được. Ngày được nó được miếng vàng được cái cỡ gì đi chăng nữa cũng không quý giá bằng coi như là mẹ con nó về đến thăm bố thăm mẹ ảnh quê hương này là. Đây là Thi Phung is unpacking the gifts that Chairwoman Dan Kieu Gia prepared. Thi Phung was always worried about the health of her parents. She is explaining how to eat Phyllina Santos as she learned in Korea. Rất là cảm ơn bởi vì Việt Nam không có. Việt Nam thì bây giờ những cái thứ này thì có tiền cũng không mua được ạ. Có tiền không mua được. Rất là cảm ơn bà chủ tịch đã nghĩ đến gia đình rất là cảm ơn người có bệnh không cái gì cải thiện được. Mà cảm ơn bà. Cảm ơn bà chủ tịch muôn đời không bao giờ quên được bà. On the following day, Chairwoman Dan Kieu Gia of the We Love You Foundation supported with repairing the house of her parents. We Love You 하노이 집에서도
이번에 이 직풍과정 돕기에서 집수리하는 부분들하고 또 잡초 제거하는 부분을 통해서 직풍과정이 더욱더 한몫하고 하나 될 수 있는 좋은 계기가 됐으면 좋겠습니다. Thanks to the volunteer work from the members of the We Love You branch in Hanoi, Difang's parents' house was repaired quickly. 아, thì trước hết thì xin cảm ơn chủ tịch We Love You và cảm ơn tất cả mọi người anh chị đã chung tay góp sức. Difang had an illness of the mind because of her longing for her family. However, thanks to Chairwoman Sang Gil-ja's support, Difang was able to visit her family after 6 years. And she spent happy time in her hometown, and she was able to get rid of the illness of her mind. The International We Love You Foundation will continue to practice a mother's love. Through the project to help married migrant women visit their home so that they can be comforted and live a happy life.